Tiểu thuyết Trang tác giả Vân vúc, Người dịch Văn Hòa Nhất Anh Người đọc Trần Châu Chương 3 phần 2 Nàng đưa lịch đi xem tuần gian một Trang đợi người đàn ông xếp xong chiếc rương của lịch vào một góc và lui ra Nàng mới trở cho lịch các bộ y phục do thái mà bà Era mặc lúc còn trẻ Bộ thì đỏ thẳm giác kim tuyến Bộ thì xanh tươi, viền nguyệt bạch Bộ nữa màu vàng diền lục Bộ nào cũng thắng nếp vừa rộng là vừa dài hôm nay cô nên mặc áo màu đỏ và trang tiếp nhưng trước tiên xin mời cô dùng bữa sáng xong còn tắm và gội đầu với nước thơm đây là đồ nữ trang bà chủ lại còn dặn đừng để cô thu thủi một mình ở đây cô nên dạo chơi sân này qua sân khác để làm quen với mọi người trong nhà bà thật chu đáo quá rồi e lệ tiếp không biết ngày đầu tôi có đủ giảng dĩ không với một giọng khoan nhã trang nói sao lại không ở đây không ai có ác ý mà cô ngại Vừa nói, Trang vừa mở chiếc hộp sơn đỏ để trên bàn Trang điểm. Vậy Lịch trông thấy rất nhiều đồ nữ Trang bằng vàng, bằng bạc nạm ngọc thạch. Lịch ngồi cạnh bàn ngước trong lên, nàng bắt gặp lét nhìn vui tươi và bí mật của Trang. Với một giọng rõ ràng và hóm hỉnh, Trang hỏi, đám cưới phải không cô? Tôi tin là bà tôi quyết định cưới cô cho tiểu chủ tôi. Lịch hơi bối rối nhưng trấn tĩnh được nghe và hăng hái đáp. Người khác không quyết định cuộc hôn nhân thay cho mình được. Trang bảo giảng hỏi, Thế nghĩa là sao? Tất cả các cuộc hân nhân không phải đều sắp đặt à? Lịch kiêu hãnh đáp, đối với dân tộc chúng tôi thì không. Nàng quay đầu nhìn Trang một lần nữa và thầm nghĩ. Người thiếu nữ Trung Hoa xinh đẹp này chỉ là một thiếu nữ, không tiện thảo luận với người ta về cuộc hôn nhân này. Một vấn đề thiên liêng, rất thiên liêng ngay đối với tư tưởng của chính nàng, một điều xa vời và cao cả như ý định của Chúa. Với một giọng lạnh lùng và rắn rỏi, lịch nói, bây giờ tôi cần ăn chút ít gì, nhờ chị nhé, xong tôi thay y phục một mình tôi đã quen thế rồi chị nói hộ với thím hoàng rằng thím khỏi phải giúp tôi trong việc này và chị cũng vậy nghe giọng nói trang thấu hiểu sự diễn biến trong tâm trí lịch nàng cúi đầu mỉm cười và đạp một cách dịu dàng khả ái thưa cô dân ạ à. rồi nàng lui ra một lát sau có người đầy tớ gái bưng mâm đến đợi lịch ăn xong dọn dẹp rồi trở ra lịch rửa mặt chải tóc rồi bận bộ y phục màu đỏ thấm nhưng nàng không dùng nước hoa và cũng không sờ đến món nữ trang nào trong hộp. Khi đã sửa soạn xong, nàng sang ngồi đợi tại gian phòng trong ra sân. Trang lui vào phòng riêng, nước mắt chứa chan, xúc cảm vì sắc đẹp của lịch. Nàng đến trước bàn trang điểm, nhìn vào gương và nhận thấy vẻ kiều mỹ của mình hình như hèn mọn vô nghĩa. Nàng chỉ là một vật nhỏ bé, nhẹ nhàng, khác nào một con chim. Và tuy mặt nàng khuôn trang đầy đặn, nhưng thân hình nàng quá mảnh mai, thiếu khí lực. Lịch giống như một bà công chúa, nàng chỉ là một đứa trẻ thơ. Dù thế, nàng cũng không cảm thấy ganh tị, vì người thiếu nữ do thái này Quang minh và tốt bụng quá. Trang tử biết nàng không có đủ các đức tính ấy. Mà dù có muốn minh chứng chăng nữa cũng không thể được, một khi phải tranh thủ điều sở hữu bởi mu mô mánh khóe. Ta không có gì cả, không có gì cả, chỉ một mình thôi. Trang thầm nghĩ và xa sầm nét mặt. Nàng xếp gương, gục đầu xuống bàn khóc nức nở cho đến lúc không còn giọt nước mắt nào. Nhưng nhờ vậy mà tinh thần nàng đã trở nên tỉnh táo, sáng suốt và lòng tưởng nhủ lòng. Mày không khi nào sẽ là một người vợ trong gia đình này. Mày đừng mơ mộng hảo quyền. Mày cũng không thể là một nàng hầu. Chúa của họ cấm điều đó, nhưng không ai hiểu David bằng mày. Mày là hạnh phúc của chàng. Mày đừng bao giờ để chàng lãng quên điều đó. Mày hãy là nguồn an ủi, là điều tối cần thiết, là niềm vui độc nhất và là nụ cười kính đáo của chàng. Thầm nghĩ như vậy, nàng ngưỡng đầu lên và mỉm cười. Nàng lại soi vào gương, cuốn đuôi sam lên mé tai và ngắm kỹ hồi lâu từng nét biểu lộ trên khuôn mặt và đôi mắt nàng. Rồi nàng cởi bộ quần áo màu thanh thiên ra, mặc bộ y phục khác sáng tươi màu hồng đào và dắt một đóa hoa sơn chi lên mái tóc. Nàng thái thêm một ít hoa để biếu lịch. Nàng đã phải lấy hết can đảm để sắc mặt khỏi ủ ê khi trông thấy lịch tươi phơi phới trong bộ y phục đỏ thắm dưới chiếc thắt lưng màu vàng khi đưa tặng hoa cho lịch trang cố tỏ vẻ hớn hở và mỉm cười nói ồ cô đẹp quá xin biếu cô ít hoa tươi tôi sẽ đến thưa với bà chủ rằng cô đã sẵn sàng để vào hầu nàng vừa đi vừa chạy dường như vui sướng với việc nàng làm vì lịch đến cửa phòng bà era nàng dừng lại nuốt hai hàng lễ ứa chỉnh lại thần sắc đằng hắn và đứng đợi bà era bảo cứ vào bà era vừa ăn cơm xong và sắp sửa đi soát xét khắp nhà nhất là nhà bếp, để xem tôi tớ có chăm lo phận sự không, vì bà không muốn việc gì được quán lại ngày mai, vì là ngày nghỉ lễ Sapa. Hồi sáng, khi tiếng hoàng đánh thức bà dậy để báo tin đoàn thương hồ có lẽ sẽ về đến nhà nội nhật, bà đã kêu lên, may là ngày lễ Sapa mà hôm nay là loàn lại về à. Rồi bà dặn, không được nói cho cô lịch biết để tâm trí cô khỏi sao nhãn điều ta muốn nói với cô ấy, bấm bà dân, bà Era sợ trong nhà náo động vì tinh đoàn thương hộp về mà sao lãng chuẩn bị công việc cho ngày lễ Sa Ba Chăng. Bà đứng dậy sắp sửa đi xem xét và đôn đốc bọn tôi tớ thì chợt nghe Trang đằng hắn ngoài cửa. Bà lại ngồi xuống, có vẻ sốt ruột và dục Trang, vào đây mau lên con. Trang bước vào gian phòng đặc biệt, khác hẳn các gian phòng khác trong nhà. Trên tượng căng đầy giải qua và trước xa tan, Đồ đạc chạm trổ bài la liệt trong phòng nhưng không phải theo kiểu Trung Quốc. Ở đây người ta không tìm ra được khoảng trống nào không cần thiết cho một bà mệnh phụ Trung Quốc tìm thấy sự yên tĩnh cho tâm hồn và trật tự cho tư tưởng. Bà Era sống vui sướng giữa khung cảnh của cả chồng chất ấy và mặc dù Trang không thích, nàng cũng phải khen gian phòng đẹp để lấy lòng chủ. Nếu hẹp hơn thì gian phòng này đã trở nên sâu si. Nhưng bà Era từ khi mới về nhà chồng đã cho triệt hạ hai bức tường ngang và ba gian phòng cũ hợp thành một rộng thênh thang trang kính cẩn bấm bà cô lịch sinh vào hầu cậu con đâu bấm bà khi con vào cậu con còn ngủ tối hôm qua trang đã không vào phòng david để sửa soạn mùng màng cho chàng nàng làm như vậy một phần vì sự cấm đoán của bà ella nhưng nhất là để dò ý thứ david ôi david đã không gọi đến nàng nàng đã tức tối khóc nhưng sáng dậy ăn năn nên nàng đem nước trà đến phòng chàng rất sớm để hỏi chàng hôm qua đi đâu và vì sao không làm cho xong bài thơ nhưng david còn ngủ say xưa, cánh tay mặt gác lên trán chàng âu yếm nhìn chàng hồi lâu rồi rút lui ra bà ea bảo trang nói với thiếm hoàng vào đánh thức cậu con dậy còn ông chủ ở đâu nhỉ bấm bà con nghe thiếm hoàng nói ông con đi đón đoàn thương hồ mong đoàn ấy về hôm nay đi cho rồi nếu không, David chỉ để tâm trí vào đấy mà thôi. Trang tỏ ra buồn bã để đẹp lòng chủ. Bấm bà, thiếm hoàng có cần thưa với cậu con lại đây trước khi đoàn thương hồ về đến nơi không? Ừ phải rồi, con nói với thiếm ta, thưa với cậu con như thế, lạc nữa ta đi kiểm soát cũng được. Bây giờ con mời cô lịch đến đây. Bà Era mở cái tráp, cẩn xà cừ, lấy ra một bức theo. Trang lui ra, gặp thiếm hoàng, làm như truyền lại lệnh của chủ nàng báo thím đi tìm cô lịch đến phòng bà còn tôi tôi đi đến thức tiểu chủ dậy đây mau lên nghe thím trang vừa nói xong đã bỏ chạy nhưng nàng không vào phòng của david mà chạy đến thư phòng vắng vẻ vào giờ này nàng vội giả lấy quả bút lông rút thép mài một chút mực và móc yếm lấy bài thơ bỏ dở ra nàng trao mài suy nghĩ một chút rồi viết thêm ba câu thơ trên tờ qua tiên xong nàng vừa xếp bút nghiêng vừa thì thầm david thứ lỗi cho tôi Đoạn nằm dối giá về phòng riêng, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc túi đựng tiền mà ông bà ấy ra và khách khứa đã cho nàng. Nàng bỏ chiếc túi vào yếm và lấn vào các đường cầu để đi ra phía cổng sau, chiếc cổng nhỏ hẹp mà các nhà giàu sang đều có, đề phòng khi nhiễu loạn, quân cường đạo cướp bóc theo chiếm môn ồ giàu thì gia đình có ngó mà tẩu thoát. Ra khỏi cửa hậu nhà chủ, Trang tánh đường lớn, men theo các con đường nhỏ vắng vẻ dẫn đến phía cửa hậu nhà họ Khương. Trang gõ cửa, bác làm giường, rút then là nói, tôi dạo đưa một bức thư. Bác làm giường gật đầu và đưa ngón tay lắm đất chỉ đường cho Trang vào nhà. Gia đình họ Khương sống một cuộc đời nhàn rỗi, đến trưa mọi người mới rời khỏi giường. Mụ Chu, người vú già, vừa ngủ dậy. Mụ đang đứng ngáp trong phòng riêng và lấy chiếc trăm bạc gãy đầu. Thì Trang hé cửa hỏi nhỏ, thiếu hai đi phải không? Mụ chu mở rộng cánh cửa hỏi lại. Ồ, chị Trang đấy à, có chuyện gì mà chị lại đến chưa sớm vậy? Không giấu gì thím, tôi phải dội lên mới được. Đàn nhà không ai biết tôi đến đây cả, trừ thiếu chủ, tôi là người sai tôi đưa đến tặng tam nương bài thơ này. Nếu có phúc đáp, nhờ thím trao lại cho tôi nghe. Trang có phần quen thuộc nhà này, vì một hôm ông Era đã sai nàng mang bảo vật đến đây để trao tận tay cho ông Khương Sơn. Nhân đấy, Trang đã làm quen với Thiếm Chu, sau đó Thiếm Chu và Trang đã đến thăm chúc mừng nhau trong dịp Tết Nguyên đáng. Vì thế tình quen biết càng thêm đượm đà. Đó là sự dĩ nhiên giữa gia nhân hai nhà mà chủ nhân có quyền lại liên hệ. Đành rằng bà Era không phải là bạn của bà Khương, nhưng ông Era và ông Khương giao thiệp với nhau rất mật thiết. Muộn chu nhìn chăm chú từ qua tiên. Nói cái gì trong này? Trang lấy giọng đọc bài thơ mà nàng đã sáng tác. Muộn chu thở dài, giật sương dưới ánh mặt trời đẹp tuyệt. Mụ Chu là một người to béo phục phịch. Mụ là chú nuôi Quý Lan hồi còn nhỏ. Mụ đến giúp việc cho nhà họ Khương từ hồi còn trẻ và ở luôn mãi cho đến bây giờ để hầu hạ Quý Lan. Mụ tốt bụng, rất dễ vui nhưng cũng rất dễ buồn. Suốt đời mụ cúc cung tận tụy với Quý Lan là người mà mụ chăm sóc từ hồi măng sữa. Mụ Chu nói tiếp, tôi sẽ trao bài thơ cho nàng. Thế này là không tốt, nhưng cậu ấy đẹp trai quá nên tôi không đỡ từ chối tôi đã thấy cậu ấy lúc cô ba chạy vào nói với tôi tôi vội vàng lại gần chấn sông để nhìn Chỉ ti cậu ấy là người ngoại quốc nhưng nghĩ cho cùng người ngoại quốc cũng là người như chúng ta và cậu ấy đẹp quá như một ông hoàng tôi đã nói với quý lan như thế cường tráng và quy nghi làm sao quý lan sẽ biết kết quả cậu ấy thành người trung quốc cậu ấy có yêu quý lan tha thiết không trang gật đầu rồi rút túi tiền ra đây là của cậu tôi tặng xuyên thím mụ chu giờ phản đối Cha mẹ ôi chị cất đi Ai lại lấy vậy kìa Tôi hứa giúp làm gì Nhưng muốn cầm lấy chiếc túi khi trang dúi vào tay Tôi sẽ trao tận tay cô tôi Và sẽ cho chị biết tin tức Chị rảnh trở lại chơi nhé Trang lại theo các con đường nhỏ trở về nhà Nàng vào thẳng phòng David Thấy chàng đang còn uống ngon lành Nàng lần lượt xoa nhẹ vào hai mái chàng Để chàng tỉnh dần Vì sợ đánh thức mau quá Thời linh hồn còn vẫn dơ đâu đấy Lạc đường không kịp nhập vào xác nàng gọi khe khẽ êm ái như tiếng su thiếu chủ ơi dậy đi thôi thiếu chủ dậy đi nào david mở mắt ngồi dậy vươn vai ngáp dài trang cười hớn hở sự biểu hiện của linh hồn trong đôi mắt lóng lánh của chàng trang nhìn trang vẻ nhìn bất định như tâm thần còn đang phiêu diêu trong giấc mộng trang dịu dàng xin thiếu chủ mau lên bà cho tôi lại gọi thiếu chủ dậy để làm gì vậy chàng thòng chân khỏi giường Trang cúi xuống mang đôi giày vải vào cho chàng. Là vì đã không để ý đến nàng gọi chàng bằng thiếu chủ và cũng không nghĩ rằng lẽ ra nàng không nên đến phòng chàng như thế này nữa. chàng không đã động gì đến điều ấy mà chỉ nói Lịch đã ở đây rồi. Vô lý, nhưng mà đúng vậy. Nàng đi lại một góc phòng. Rót nước ở chiếc bình đồng chạm vào một chiếc thao to rồi lấy một chiếc khăn lông và miếng xà phòng thơm Tây Phương. Dù sao, tôi cũng không thể dừng lời mẹ tôi được. Trang quay lui, hai tay chống nảnh, nàng ngắm nhìn David và những bộ sự xúi dục của con tim. Nàng đã chịu dàng bảo chàng, cậu diện cớ gì mà không dân lời bà. Tốt hơn là cậu nên nói rằng, ông bảo cậu đi đón đoàn thương hồ và sau đó cậu sẽ về ngay. Đoàn thương hồ, thật không? Thân phụ tôi nói với Trang à. Bà ca cửa kể lại với thiếm hoàng là ông chủ được tin từ lúc nửa đêm và thiếm ấy mất lại với tôi như thế Bây giờ tôi đi bảo người nhà mang thức ăn sáng đến đây cho cậu và sau đó tôi sẽ vào trình lại với bà. Trang bước vào phòng bà E-ra đầu cúi xuống có vẻ tư lử buồn bã. Bấm bà, chúng con vào không kịp. Thiếm hoàng vào thì cậu con đã ra đi từ lâu rồi. Con cho người đi kiếm nhưng cậu con cũng không có mặt tại trà thất. Viên thủ môn của thị trấn cho biết cậu con đã qua đấy hơn một giờ rồi. Cậu đi tâm chung để đón đoạn thương hồ. Bà E-ra thở dài. Rõ đình Trang mai lại là ngày lễ Sapa. Còn lịch, bấm, cô lịch sắp đến. Trang đợi một chốc rồi tiếp. Bấm bà, bà có sai bảo con điều gì nữa không à? Không, còn cứ lo công việc như thường ngày là được. Ta còn đợi lịch. Con xin phép đi hái hoa tươi để trang trí khách đường vì mai là ngày lễ Sapa. Sau đó con sẽ ra cứng ngõ đợi. Hãy cậu con về con mời vào đây ngay. Trang thủng thẳng lui ra. Chân đi dài xa ta. Nàng băng qua sân lát đá nhẹ nhàng không một tiếng động. Lúc thiếm hoàng vào thì lịch đang dùng bữa sáng. Tiểu thư hãy thông thả, đừng dội. Thiếm hoàng kéo chiếc ghế đổ ngồi đợi gần cửa phòng. Lịch đặt chiếc muỗng sành xuống, giả bối rối. Cô gấp thông thiếm hai. Thiếm hoàng thủng thẳng đáp. Dạ không, tiểu thư hãy thông thả dùng cháo cho xong đã. Rồi cùng tôi và hầu phu nhân cũng vừa. Lịch lại cầm chiếc muỗng lên nhưng không còn thấy muốn ăn nữa. Thiếm hoàng ngắm nhìn làng, trừ hai khuyết điểm nhỏ, sống mũi hơi cong và dốc dáng hơi cao thím nhận thấy nàng xinh đẹp lạ thường trong tiểu thư dông phu nhân chúng tôi hồi bà còn là cô dâu mới về đây thím hoàng hồi tưởng lại ngày hôm ấy thím đã khóc vì sợ không còn được hầu hạ era trang thanh niên anh tuấn với dáng điệu nửa âu nửa á ấy lúc bấy giờ thím là một cô gái trẻ thím đã bớt lo khi thấy cô dâu cao hơn chồng đến nửa cái đầu không đời nào chàng có thể yêu một người cao thế ấy thím tự nhủ và nữa, cái đầu cao hơn ấy đã quyết định việc thím ở lại nhà này và lấy lão quàng người gác cống. nhưng dù chỉ mới mười bảy tuổi bà era đã tỏ ra rất sành sỏi tối lại bà trông chừng cho đến khi chồng vào phòng ngủ không để ông ta la cà thơ thẩn một mình trong các hoa viên mãi đến tuổi tứ tuần david đã mười hai bà mới thuận cho chồng ở căn nhà riêng lúc đó thiếm hoàng đã béo phì và nơi thím không còn có vẻ gì khác hơn là một kẻ nô bọc Thiêm đặt coi với Lão Hoàng bốn người con, nhưng chúng đều cho về quê làm ruộng cả. Thiêm nhận thấy rằng từ lâu bà Era đã làm chủ thật sự trong nhà, và bà Era cũng biết người nữ tỳ đã nhận thức được điều trên. Trong cuộc tranh đấu thầm cứng kéo dài suốt bao nhiêu năm ấy, giữa hai người đàn bà không có một tiếng trao đổi về vấn đề này. Cho đến bây giờ, cuộc tranh đấu đã kết thúc và bà Eva đã thắng lợi. Thế là vừa ngắm lịch, Thiếu hoàng vừa hồi tưởng lại thời xưa rồi thẫn thờ tiếp nhưng tiểu thư nhu mì hơn đôi môi ít sáng sỏi và tóc thưa hơn chao ôi tóc tôi lịch lộ vẻ buồn nản không khi nào tôi có thể buộc chặt được cả thiếu hoàng nhìn dải sa tên đỏ thắt trên tóc lịch một hồi lâu thì nói cái bằng đáng lý phải bằng vàng kia tôi nhớ có một cái rất sức hợp với màu áo của cô rồi tím tìm trong chiếc tráp mà bà era đã cho đưa đến và lấy ra một cái bằng vàng để với tiểu thư dùng cháo xong Không tôi không thể ăn thêm gì nữa Thế thì tôi mang cái này cho tiểu thư Thiếm hoàng với đôi tay khéo léo Đến cái băng vàng lên mái tóc lịch Còn đây là đồ nữ trang Thiếm hoàng vừa tiếp Vừa rút trong tráp ra một chiếc kiền Và đôi hoa tai già Lịch ngoan ngoãn để thiếm mang nữ trang cho nàng Bây giờ xin rước tiểu thư cùng tôi lại chào bà chủ Thiêm hoàng cầm tay lịch và nhận thấy bàn tay đẩy đà sáng rõi Thiêm ngạc nhiên nhấc lên ngắm đi ngắm lại Ồ, oh, giống như tay đàn ông. Lực bén lẽ, thêm nghĩ xem, tôi đã phải làm lụng. Lòng bàn tay mát, da dẻ còn mịn. Ngón tay búp măng, mỗi buổi tối tôi sẽ tho dầu cho. Vài tuần sau, tiểu thư sẽ có đôi bàn tay xinh xắn, nhẹ nhàng. Thiêm hoàng dắt lịch đi. Bà Era đang ngồi theo, ngấn đầu lên nói với lịch. Vào đây con, con ngồi bên gì đây? Lịch rón rén ngồi xuống. Bà Era chăm chú nhìn là, con đẹp lắm, con có biết không? Thiêm hoàng trang điểm cho con đấy không có thứ này thì nàng lấy ngón tay sờ lên các món nữ trang bằng vàng thiếu hoàng đỡ lời bấm bà con thấy tiểu thư ăn mặc đơn sơ quá tiểu thư có thể mang nhiều vàng tiểu thư cao lớn thật bà e ra vợ nói còn kém david lịch e lệ anh david cao lớn lắm chồng nữa anh ấy sẽ đến đây để chào mừng con bà e ra lại cúi xuống tiếp tục theo và thiếu hoàng đi sang phòng bên cạnh còn lại một mình lịch với bà e ra hai tay nàng không làm việc gì nên cảm thấy băn khoăn khó chịu lạ. Nàng rất yêu mến người bạn cũ của mẹ nàng, không một ai gần gũi nàng hơn. Vì nhiều phương diện, bà E-ra mong ước nàng sẽ là con dâu của bà, lịch rõ điều này lắm. Nhưng nàng phân vân không biết người ta muốn nàng làm gì đây, nên nàng vẫn đợi. Như đoán được tư tưởng của lịch, bà E-ra ngẩng đầu lên, gian phòng lặng lẽ, Ngoài tiếng chân nhẹ nhẹ của thiếm hoàng quanh quẩn sắp dọn đồ đạc ở gian phòng ngủ bên cạnh thì không còn một tiếng động nào khác trong tòa nhà thênh thang. Lịch, con rõ gì sao con lại ở đây chứ? Thưa gì, con còn chưa được rõ lắm. Con biết được lời hứa giữa mẹ con với dì ngày trước, lúc con còn nằm ngửa trong nôi kia. Lịch cuối nhìn xuống không đáp, hai bàn tay xoắn chặt lấy nhau. Dì ước mong con kết hôn với David. Bạn ra cảm động lên rơm rớm hai hàng lệ bà vừa lật cánh tay áo phòng lót lụa lên lau nước mắt vừa ngắm gu mặt dần ẩn hồng của lịch thiếu nữ quay nhìn bà ấy ra dễ chân thành khổ sở vì sao dì lại không nói rõ ràng với con ý muốn của dì đã chứ điều ước mong duy nhất của dì nhưng không phải là của riêng dì bà xích giấy lại ngồi gần lịch và tiếp con biết và chắc không ai biết rõ bằng con điều xảy ra cho dân tộc ta ở đây trong thị tấn trung quốc này có mấy người giữ được lòng trung thành đâu lịch Còn có thay không Hỏng mất con à Người Trung Hoa đối với chúng ta rất tốt Bà ra khoác tay bất bình Ông ra cũng nói thế đi Tốt bụng Vì chán lắm Người Trung Hoa không tàn sát chúng ta Nhưng đó có phải là một lý do để cho rằng Họ không đang tìm cách phá hoại chúng ta không Lịch à Lúc gì bạn tuổi con Ngôi giáo đường chật nít tín đồ mỗi chủ nhật Bây giờ con thấy còn mấy người đâu lịch phân dân nhưng đó không phải là lỗi tại người Trung Quốc, tại họ chính tại họ họ tốt ngoại miễn lúc nào họ cũng tươi cười mời mọc chúng ta tham dự hội hè của họ, giao thiệp với chúng ta trong công việc làm ăn họ không ngước nói rằng không có sự khác biệt nào giữa hai dân tộc Trung Hoa và Do Thái nhưng chúng ta mới là con của Đức Chúa Trời chân thật và họ là người ngoại giáo họ thờ các hình tượng bằng đất sét có khi nào con vào trong một đền thờ Trung Quốc chưa? Thưa gì có. Lúc chú con còn nhỏ, A Rong và con cóp vào đấy, chỉ để xem cho biết mà thôi. Như vậy con ác hiểu rồi, lịch dẫn phân nhân. Họ đối xử tử tế mà chúng ta nỡ ghét bỏ họ sao? Không phải tử tế gì tốt bụng đâu. Không, không, vì cam đoan với con, thủ đoạn đấy. Họ thắng ta bằng thủ đoạn, họ xui vào phụ nữ quyến rũ đàn ông do thái. Họ tự hào rất khoan dung về tôn giáo. Họ còn nói họ sẵn sàng thờ phụng Đức Jehovah của chúng ta chung với các pho tượng mà họ sùng bái sắc mặt bà ấy ra hồng hào, trang nghiêm và hăng hái trong lúc bà giải thích cho thiếu nữ nghe. lịch chăm chú nghe, hai tay vẫn chấp lại trên gối. Đợi bà ngừng lại, nàng mới hỏi, thưa gì, dì, dì muốn con phải làm gì? Dì muốn rằng con, rằng con phải thuyết phục David. Con và David phối hiệp, lịch, con nghĩ coi, David sẽ chịu ảnh hưởng của con đến mực nào. là thành thật đáp, nhưng David còn lạ gì con? Anh ấy sẽ ngạc nhiên nếu con tỏ ra khác với lâu nay. Bà era năn nỉ, bây giờ chúng con đã lớn thì phải khác chứ. Lâu nay, lúc nào, chúng con cũng coi nhau như anh với em vậy. Bà ra đẩy bức theo và đứng dậy, bà đi tới đi lui trong phòng. Chính là điều mà dì muốn các con quên đi. Điều ấy chỉ thích hợp lúc các con còn ấu thơ kìa, lịch à. Thiếu nữ cũng đứng dậy, thưa dì Vân à. Bà era ra hỏi, giọng cục ngủng, con hiểu gì muốn nói gì rồi chứ. Con hiểu, nhưng con không biết hành động cách nào và đôi mắt xinh đẹp của lực rưng rưng ngấn lệ bại ra vẫn như giọng cục ngủ hãy chinh phục lòng đó lịch giọng cương quyết không thể được anh ấy sẽ chế nhạo con và chính con cũng sẽ buồn cười cho con quá con sẽ không còn là là con nữa nằm dưới tay cầm lấy tay bại ra trong hai tay mình và tiếp con phải vẫn là con như lâu nay phải không gì con cũng hiểu david lắm nàng cảm thấy tim mình ấm áp khi nghĩ đến david và nàng trở nên bảo giảng đối với mẹ chàng Người đàn bà mà nàng vừa mến yêu vừa kiên nể. Có lẽ con còn hiểu anh ấy hơn gì nữa kia. Vì tha lỗi cho con. Vì hẳn rõ chúng con xích số tuổi nhau. Và con cảm thấy nơi anh ấy có một cái gì. Một cái gì cao cả và tốt lành. Nếu có thể hướng trực tiếp về đặc tính thiên nhiên ấy của David. Đặc tính đồng nhất với anh ấy và con. Bậy ra chăm chú nghe tim hồi hộp. Mà không rời thiếu nữ. Vừa nói vừa nhìn bà tha thiết. Bà nghĩ thầm. Ừ, rất có hy vọng nhưng bà chưa kịp thốt nên lời bỗng có tiếng ồn ào in ỏi nổi dậy từ phía sân ngoài tiếng người tiếng lạc đà tiếng chiên lẫn lộn thiên hoàng lật đật dậy lên. bấm bà đích thị đoàn thương hồ rồi rồi thím chạy ra cửa và chạm trán với chồng thím lão hoàng ráng gân cổ kêu ôm sòm đoàn thương hồ đoàn thương hồ bấm bà ông chủ bảo con và mời bà xin bà ra mau cho Đoàn thương hồ đáp về Bà em ra rút tay ra khỏi tay lực Ra xem con Thạm về hôm nay còn tốt hơn là ngày mai Ngày lễ Sapa Nhưng lịch vẫn đứng yên Vì cho phép con đợi ở đây để suy nghĩ cho chính Những lời gì dạy Tùy ý con hãy suy nghĩ đi Những lúc nào muốn xem thì con cứ lại Lịch thở dài Dân à